mà mình đi du lịch hoặc đi công tác xa thì chúng ta sẽ dùng chiếc túi bự này, túi xách bự này mình để những cái vật dụng như là chiếc túi Calen Gold này, hoặc là những chiếc túi của lớp khác, hoặc là những bộ đồ, thêm những bộ đồ, đôi dép, đôi giày. Như đây không phải là một chiếc túi xách không mà anh đã đặt ở Kỳ Lân nguyên combo luôn. Ví dụ như đây là một chiếc túi clutch, phần tên này thì Kỳ Lân xin phép là che lại vì đây là thông tin của khách hàng, thì Kỳ Lân chỉ để lại logo trên thôi, ở trên là logo, ở dưới là tên. Thì đây là một chiếc túi clutch, một bộ đôi. Đây là chiếc túi Calen Gold mà Kỳ Lân cũng đã thực hiện handmade, vừa hoàn thiện xong, đã hoàn tất và chuẩn bị bàn giao đến anh nguyên bộ ba cái. Một cái túi xách vừa là túi du lịch, vừa là túi xách đi đánh golf to, đựng được những bộ đồ, đôi giày và những vật dụng cần thiết. Thậm chí là cái túi xách này có thể đựng được những chiếc túi Calen Gold như thế này, hoặc là những túi clutch như thế này, hoặc là thêm những bộ đồ nữa. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử công năng. Phần dưới này là phần để đựng đôi giày hoặc đôi dép. Đây rất là rộng, trong này là một khoang trống hoàn toàn full. Và kích thước chiều cao này cũng theo yêu cầu của quý khách. Ví dụ như quý khách đựng những đôi giày to hai măng, những đôi giày hầm hố và cao, thì Kỳ Lân sẽ làm chiều này cao hơn. Thậm chí là ví dụ như mình có thể làm to hơn. Nhưng hiện tại kích thước mà Kỳ Lân vừa hoàn thiện chiếc túi này là vô cùng cân đối và hài hòa rồi. Mình có thể đặt một chiếc túi Calen Gold ở trong này và những cái vật dụng nhỏ khác. Ví dụ như bây giờ Kỳ Lân để một chiếc túi clutch này vào đây, thậm chí là để được hai chiếc túi clutch luôn như thế này, vô tư và rất rộng rãi. Và ngăn trên cũng rất rộng để những cái vật dụng như là quần áo. Đây rất là rộng luôn. Và đây là một bộ ba sản phẩm, nguyên một combo sử dụng tạo nên thương hiệu cá nhân của những vị khách hàng. Và cụ thể đây là một bộ combo dành cho một vị khách hàng rất đặc biệt đã sử dụng rất nhiều sản phẩm của Kỳ Lân. Và đây là một bộ sản phẩm của Kỳ Lân rất tâm đắc và ưng ý một cách tuyệt vời nhất về sự thẩm mỹ, về sự tinh tế, về độ hoàn thiện sản phẩm cao cấp một cách trọn vẹn, đúng ý anh nhất và phục vụ đến với anh. Chiếc túi Calen Gold của Kỳ Lân này bên trong đựng được rất nhiều vật dụng nhỏ cần thiết cho một cá nhân khi đi ra ngoài. Một chiếc túi này đã đủ để chúng ta đi công việc, công tác, để những vật dụng rất cần thiết. Những vật dụng cá nhân nhỏ thì để trong túi này mình đi công việc là đã đủ. Và khi mà mình đi du lịch hoặc đi công tác xa thì chúng ta sẽ dùng chiếc túi bự này, túi xách bự này mình để những cái vật dụng như là chiếc túi Calen Gold này, hoặc là những chiếc túi clutch khác, hoặc là những bộ đồ, thêm những bộ đồ, đôi dép, đôi giày. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.